Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ sư Tinh Tuệ. Dạ, con kính lễ. Dạ, thân chào chị Diệu Thiện. Dạ, thân chào Hồng Mai, thân chào Diệu Thúy, thân chào Hoa, thân chào Ngọc Trân. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo. Dạ, kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ, kính lễ cô tu nữ, kính chào quý học viên trong lớp. Hôm nay con thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha ru pê ghi ri si kha ra ta tê chan ta lê khê vi ma nê đi pê ra thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wa thum hi khê tê phum ma cha yang tu đê wa cha la tha la vi sa mê yak kha gan thap ba na ga tít han ta san si kê yang Muni wa wachanang sa tha vo me su nan tu tham mas sa wana ka lo ayam pha đàn ta tham mas sa wana ka lo ayam pha đàn ta tham mas sa wana ka lo ayam pha đàn ta nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami Chami Dutiyampi Thammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sangkhang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Thammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sangkhang Saranang Gacchami Iti piso phagawa arahang samma sambutho vicca jana sampanno sugato lokavidu anuttaro buisa dhammasa ratisattha deva manussanang butho phagawa dinatti me saranang anyang butho me saranang varang ê tê na sắp cha vách chê na hồ tu mê cha gia măng gà lăng út ta măng ghê na hoàn đề hằng pa đa phẩm sum qua rút ta măng bụt thê yô khá li tô đô sô bụt thô khá ma tu tăng ma măng xoa khá tô phá gà vá ta thâm mô san bít thi cô a ca li cô Ehi pasiko opanajiko pachatang veditap bovinyo hitinat ti me saranang anyang thammo me saranang varang ete na satcha vacche na ho tu me jaya mangalang uttamange na vandehang thammang jadui thang varang Thamme yo khali to do so thammo khama tu tang namang Supatipanno bhagavato savaka sangho Ucupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Sami cipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidang Chattari purisa yugani at sa purisa pukgala e sa phagavato sa waka sangho ahunayyo pahunayyo dakhinayyo anchalikaniyo anuttarang punya
tăng lô ca sa ti na ti mê sa năng an nhang sang khô mê sa năng hoa răng ê tê na sắp cha vật chê na hồ tu mê cha ya măng ga lăng út ta măng ghê na hoàn đề hăng sang khanh cha đu vi thót ta măng sang khê yô khá lý tô đô sô sang khô khá mà tu tăng mà măng quan đa mi chê tuy yang sắp bằng sắp bát tha nê su bát tít tuy tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thịnh bút tha rù bằng sa ca lăng sa đa sam bút thê át sa vi sanh cha đoà đa sanh cha sa ha sa kê panh cha sa ta sa ha sa mi na ma mi si ra sa a hăng Sê sang thăm nành cha sang thành cha a đa rê na na ma mi hăng na ma ca ra nu pha vê na ham toa sắp bê u pát đa vê a nê ca an ta ra ya ti vi na san tu a sê sa tô sam bút thê panh cha panh nha sanh cha cha tu vi sa ti sa ha sa kê đa sa sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa a hang se sang tham manh cha sang khanh cha a na re na na ma mi hang na ma ca ra nu pha we na han toa sap be u pat da we a ne ca an ta ra ya ti vi na san tu a se sa to sam bút thê na bút ta ra sa tê at ta chát ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa a hang te sang tham nang ja sang khang ja a da re na na ma ni hang na ma ka ra nu pha we na ham toa sap de u pat da we a ne ka an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sap de purat ti ma ya ni sa ya sat ta we ra su khi hon tu sap de purat ti ma ya nu di sa ya sat ta a we ra su khi hon tu sap de đăng khi na ya di sa ya sat ta a we ra su khi hon tu sap đề đắc khi na ya nu di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp đề bắt chi ma ya di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp đề bắt chi ma ya nu di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra ya di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra ya nu di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp đề u pa ri ma ya di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp đề hết si ma ya di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp đề sát ta a về ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp cha bất cha hòn tu a ni kha hòn tu đi kha yu kha hòn tu a rô ga hòn tu sam phát tì hi sam nít chan tu su khi áp ta năng pa ri ha ram tu đúc kha bất ta cha nít đúc kha pa yap bất ta chanipaya so kapatta chaniso ka hon tu sap de pi pa ni no akasattha cha kummattha devanaga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakkhan tu sasanam akasattha cha kummattha devanaga Mahitika punyang no anumodan tu chirang rakkhan tu no garu akasattha cha kummattha devanaga
Mahetika Punyang no anumodan tu chirang ra khan tu pani no akasattha chakumattha dewa naga Mahetika Punyang no anumodan tu chirang ra khan tu no sada idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Sa thủ. Dạ, thầy kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và có lợi ích ngay hiện tại và lâu dài và luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Mô Phật, con kính đảnh lễ sư ạ. À, xin chào. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Xin chào các Phật tử học viên. Hôm nay chúng ta học tiếp phần nhị đề kinh. Trước tiên, trước khi nghe giảng thì chúng ta đọc lại bài ha, cũng bài tí. Bữa nay thì chúng ta bắt đầu học đó là nhị đề số 19. Dạ. Bây giờ sư đọc trước rồi sau đó mời lớp giơ tay lên để mình đọc. Nhị đề 19 apatti kusalata cha apatti buddhana kusalata cha thiện xảo về tội và thiện xảo về xúc tội. Nhị đề 20 samapatti kusalata cha samapatti buddhana kusalata cha thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xúc định. 21 tha tu kusalata cha manasikara kusalata cha thiền xảo về giới, thiền xảo về tác ý và thiền xảo về tác ý. Ayatana kusalata cha paticca samuppada kusalata cha thiền xảo về xứ và thiền xảo về y tương sinh. Rồi lần nữa 19 apatti kusalata cha apatti buddhana kusalata cha thiện xảo về tội và thiện xảo về xúc tội. Samapatti kusalata cha samapatti buddhana kusalata cha thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xúc định. 21 thatu kusalata cha manasi kusalata cha manasikara kusalata cha thiền xảo về giới và thiền xảo về tác ý. 22 ayatana kusalata cha paticca samuppada kusalata cha thiền xảo về xứ và thiền xảo về y tương sinh. Bây giờ mình ôn lại bài cũ một trang ha. Ra bây giờ ai đọc được trước thì giơ tay lên để mình đọc bài. Ô, Phúc vị chung mời lớp đọc bài yếp sư. Dạ. Dạ xin mời quý vị ạ. Dạ xin mời đạo hữu Tiên Mã. Dạ. Đọc đêm đọc hai trang. Sư xin đọc bài câu 14. Bhupanta nu ditthi che aparanta nu ditthi che hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. 15. Ahi ri kancha anuttapa pancha vô tàm và vô quý. 16. Hi ri che uttapa pancha tàm và quý. 17.
đô quế chất sẽ tè chế và ba mít tế tè chế sự khó dạy và có bằng ác. 18. Sô quế chất sẽ tè chế cơ lý dê né mít tế tè chế sự dễ dạy và có bằng lành. Dạ sư đẩy lên con. Nữa nữa con mới thấy con chút chừng 19 nó chưa lên hết chưa 19 á. Dạ 19 chưa, mới thấy con chữ con hèn. Dạ yeah, giờ mới lên câu 19. Abati kusé lé tà ché Abati kuthè ná kusé lé tà ché thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. 20. Sema pati kusala ta che. Sema pati. Ủa, cái gì sao nó chạy xuống? Sema pati thana kusala ta che. Thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21. Thè tu cú sê lê tè chá mê ná xí cà rê cú sê lê tè chá thiền xảo về giới và thiền xảo về tác ý. 22. A yá tê ná cú sê lê tè chá bá tích chá sê mút bà đá cú sê lê tè chá thiền xảo về xứ và thiền xảo về y tương sinh. Dạ từ sư có đọc nữa không sư? Dạ cảm ơn. Dạ con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ con kính lãnh lễ sư. Dạ xin chào cả lớp, giờ con xin đọc bài. Dạ sư lấy bài lên xuống giùm con thưa sư. À, bất ban ta nú đích thí chá áp-a-ra-n ta nú đích thí chá hữu tiền kiến và hữu hậu kiến á hí rí canh chá anh nó tắp ba tắp banh chá vô tàm và vô quý hí rí chá ó tắp banh chá tàm và quý đô quá chá xá ta chá và ba mít tà ta tà chắc sự khó dạy và có bạn ác so quá chắc xa ta chắc càng già ná mít mít ba tà chắc sự dễ dạy và có bạn lành. A bát tí cú sa lá ba chắc a bát tí vút thà ná Kusala ta chắc thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. Sama Patti Kusala ta chắc Sama Patti Vutha Na Kusala ta chắc thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. Tha tu Kusala ta chắc Manasika Ra Kusala ta chắc thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. Ayatana kusala kusala ta cha pati pati cha samuppada kusala ta cha thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Kẻ thư sư con đọc xong ạ. Đọc số vô nha, thêm số vô. Dạ. Dạ kính mời chị Kim Cúc ạ. Dạ bạch sư sư, bạch sư con xin đọc ạ. Đọc từ số 14. Ừ, từ số 14. Dạ. Búp băng ta nú đích thí chá. Á ba răng ta nú đích thí chá. Hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. Số 15. Á hí rí canh chá. Á nốt tắp
Panh Chá Vô Tàm và Vô Quý. Số 16, Hí Rí Chá Ốc Tắp Panh Chá Tàm và Quý. Số 17, Đô Chá Chát Sa Ta Chá Pa Pa Mít Ta Ta Ô Ta Ta Chá, sự khó dạy và có bản ác. 18, Sô Quá Chát Sa Ta Chá Can Gia Ná Mít Ta 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 Chá, sự dễ dạy và có bản lành. Số 19, A Bát Tí Cú Sa La Ta Chá A Bát Tí Quốc Tha Ná Cú Sa La Ta Chá, thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. Số 20, Sa Ma Bát Tí Cú Sa La Ta Chá Sa Ma Bát Tí Quốc Tha Ná Cú Sa La Ta Chá, thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21, Tha Tú Cú Sa La Ta Chá Manasika Ra Cú Sa La Ta Chá, thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. 22, Ayatana Cú Sa La Ta Chá Batik Chá Samukba Da Cú Sa La Ta Chá, thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Dạ thưa sư, con đã đọc xong rồi. Dạ, xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Búc băng ta nú đít thí chá Aparan ta nú đít thí chá hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. Số 15, Ahiri canh chá Alot tát canh chá Vô tàm và vô quý. Số 16, Hiri chá Cốt tát canh chá Tàm và quý. Số 17, Đua chát sa tá chá Pa pá mít tá ta chá, sự có dạy và có bạn ác. Số 18, Sua chát sa ta chá Cam gia ná mít tá ta chá, sự dễ dạy và có bạn lành. Số 19, A bát tí kusala ta chá A bát tí gutha ná kusala ta chá, thiện xảo tội và thiện xảo về xuất tội. Số 20, Sama Pati Kusala Ta Chá Sama Pati Guttha Na Kusala Ta Chá, thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. Số 21, Tha Tú Kusala Ta Chá Masikara Kusala Ta Chá, thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. Số 22, Ajatana Kusala Ta Chá Batik Chá Samuppada Kusala Ta Chá, thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ, sư con xin đọc bài. Số 14, Bhanta Nudithi Chá Aparanta Nudithi Chá Hữu Tiền Kiến và Hữu Hậu Kiến. 15, Ahipipanh Chá Anottapanh Chá Vô Tàm và Vô Quý. 16, Hiri Chá Ottapanh Chá Tàm và Quý. 17, Đô Quá Chát Sát Ta Chá Pa Pa Mít Ta Ta Chá, sự khó dạy và có bạn ác. 18, Sô Quá Chát Sát Ta Chá Can Gia Na Mít Ta Ta Chá, sự dễ dạy và có bạn lành. Dạ, sư trưởng lên ạ. Người chính A Bát Tí Cú Sa La Ta Chá A Bát Tí Vút Tha Ná Cú Sa La Ta Chá, thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. 20, Sa Ma Bát Tí Cú Sa La Ta Chá Sa Ma Bát Tí Vút Tha Ná Cú Sa La Ta Chá, thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21, Tha Tú Cú Sa La Ta Chá Ma Na Si Ca Ra Cú Sa La Ta Chá, thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. 22. Ayatana Kusalata Chá Patucha Samuppa Da Kusalata Chá, thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Con kính tri ân sư. Dạ, xin mời đạo hữu Diệu Thúy ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. Uppanta Nudita Dithi Chá Aparanta Nudithi Chá, hữu tiền kiến và hữu hậu kiến.
Aphiri cần chá anotap pan chá vô tàm và vô quý. Hí rí chá otap pan chá tàm và quý. Đồ quá chất sát chá chất chất xá tà chá pa pa mít mít tá tà chá sự khó dậy và có bạn ác. Sô quá chất xá tà chá cần lì già ná mít tá tà chá sự dễ dậy và có bạn lành. Xin sư đẩy lên giúp con ạ. À pati kusala tà chá à pati vutha ná kusala tà chá thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. Sama pati kusala tà chá sama pati vutha ná kusala tà chá thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. Thà tú kusala tà chá mana xí cà rá kusala tà chá thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. A giá ta ná cú sa la tài chá, pa tích chá, sa múc pa đá cú sa la tài chá, thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Dạ, bạch sư, con đọc xong rồi, con cảm ơn ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Tô Quốc ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. Búc bằng tà nú đích tí chá, áp-pa-răng tà nú đích thí chá, hữu kiến, hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. A-hi-vi canh chá, a-nút-tá banh chá, vô tàm và vô ý. Hi-vi chá, ót-tá banh chá, tàm và quý. Đô-quá-chách-sá-ta chá, bà-bá-mít-ta chá, bà bá mít tà chá sự khó dạy và có bạn ác. Sô quá chách sát tà chá ca giá ná mít tà chá sự dễ dạy và có bạn lành. Dạ thưa sư, bóc lên mình con. Dạ. Apatti kusala ta chá, apatti vuttana kusala ta chá, thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. Sammapatti kusala ta chá, sammapatti vuttana kusala ta chá, thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. Tha tu kusala ta chá, manasikaran kusala ta chá, thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. Ayata na kusala ta chá, batikcha samut bada kusala ta chá, thiện xảo về xứ và thiện xảo về ý tương sinh. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ bé Phước bữa nay mất học ôn thi, xin sư cho nghỉ một bữa nữa ạ. Rồi. Dạ, sao đó. À, xin mời đạo hữu Hoa Nguyễn ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Bất bàn ta nú đích thí chá, a ba ràn ta nú đích thí chá, hổ tiền kiến và hổ hậu kiến. Số 15. A hi đi cảnh chá, a nó tắp bàn chá, vô tàm và vô quý. Số 16. Hi đi chá anotapanja tam và quý. 17. So quá chá sa ta chá papamita ta chá sự khó dạy và có bạn ác. 18. So quá chá sa ta chá cái già namita ta chá sự dễ dạy và có bạn lành. Nhà thưa sư kéo lên một con. Dạ 19. Abati kusala ta cha, abati vuthana kusala ta cha, thiện xảo về tội và thiện xảo về sự về sức tội. Số 20. Samabati kusala ta cha, samabati vuthana kusala ta cha, thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21. Thà tu kusala ta cha,
Manasikara kusalata cha, thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. 22. Ayatana kusalata cha, paticca samuppada. Paticca samuppada kusalata cha, thiện xảo về giới và thiện xảo về y chuyên sinh. Dạ thưa sư xin. Dạ xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Thưa sư, xin đọc bài câu 14. Bhupanta nuditthi cha, aparanta nuditthi cha, hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. 15. Ahi kan cha, anotapan cha, vô tàm và vô quý. 16. Hi cha, otapan cha, tàm và quý. 17. Đô quá cha, sa ta cha, papamita ta cha, sự khó dạy và có bạn ác. 18. So quá cha, sa ta cha, kaya. Kayanamitta cha, sự dễ dạy và có bạn lầm. 19. Apati kusala ta cha, apati vuthana kusala ta cha, thiện xảo về tội và thiện xảo về xúc tội. 20. Samapati kusala ta cha, samapati vuthana kusala ta cha, thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21. Thatu kusala ta cha, manasikara kusala ta cha, ta cha, thiện xảo về giới và thiện xảo về tác ý. 22. Ayatana kusala ta cha, paticca samuppada kusala ta cha, thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời đạo hữu An Nhiên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc 19. Apati kusala ta cha. Dạ, 14. Uppanta nuditthi cha, apparanta nuditthi cha, hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. 15. Ahiri kancha, anottapancha, vô tàm và vô úy. 16. Hiri cha, ottapancha, tàm và úy. 17. Đô quá Chasata cha pa pa mitata cha, sự khó dạy và có bạn ác. 18. So what chasata cha kaliya namitata cha, sự dễ dạy và có bạn lành. Thầy sư đẩy thưa dùm con. 19. Apatti kusala ta cha, apatti vuthana kusala ta cha, thiện xảo về tội và thiện xảo về xúc tội. 20. Samapatti vuthana kusala ta cha, thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21. Thatu kusala ta cha, manasikara kusala ta cha, thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. 22. Ayatana kusala ta cha, paticca samuppada kusala ta cha, thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Dạ thưa sư, con đã đọc xong. Dạ xin mời đạo hữu Quang Thanh ạ. Dạ, Quang Thanh mở mic lên. Dạ, con kính đỉnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đỉnh lễ sư Tinh Tuệ. Con xin đọc bài. Bhupanta nuditthi cha, avaramman ba, avaranta nuditthi cha, nuditthi cha, hữu tiền và kiên kiến hậu kiến và hữu hậu kiến. 15 là ahiri kành cha, anotap bành cha, vô tàm và vô quý. 16
Kiri cha ô táp bành cha tàm và quý. 13. Đồ qua chát sa tà cha bà ba mít ta tà cha. Sự khó dạy và có bạn. Ác. 18. Sô qua chát sa tà cha căn tàn già namit ta 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 cha sự dễ dạy và có bạn lành. Dạ sư kéo được cho con đọc. Dạ, câu số 19 là a bát ti cu sal la la ta cha a bát ti cu tha na cu sal la ta cha. Thiện xảo về tội, thiện xảo về xuất tội. 20. Sa ma bát ti cu sal la ta cha sa ma bát ti cu tha na cu sa Kusala ta cha. Thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21. Tha tu kusala ta cha manasikara kusala ta cha. Thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. 22. Aratana kusala ta cha ba tích cha sa mục bà đa cu sa la ta cha. Thiện xảo về xứ, thiện xảo về y tương, về y tương sinh. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Dạ kính mời chị Dự Thiện ạ. Dạ à, con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ cô tu nữ Diệu Bảo, kính chào cả lớp. Con xin được đọc Bupanta nudithi cha, aparanta nudithi cha. Hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. 15. Ahirikancha, anotapancha, vô tàm và vô quý. 16. Hiricha, atapancha, tàm và quý. 17. Đồ vachasata cha, và pamitata cha, sự khó dạy và có bạn ác. 18. So vachasata cha kanya namitata cha, sự trẻ dạy và có bạn lành. 19. Apatti kusalata cha apatti vutta na kusalata cha, thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. 20. Sama patikusala ta cha sama pativutta nakusala ta cha, thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. Tha tu kusala ta cha manasikara kusala ta cha, thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. 22. Ayatana kusala ta cha Baticca sammuppada kusala ta cha, thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân sư. Dạ còn ai đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư con xin đọc ạ. 14. Bupanta nudithicca aparanta nudithicca, hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. 15. Ahiri cành cha anotap bành cha, vô tàm và vô quý. 16. Hiri cha otap bành cha, tàm và quý. 17. Đồ vacha sata cha bà ba mi tata cha, sự khó dạy và có bạn ác. 18. So vacha sata cha kalaya namitata cha, sự dễ dạy và có bạn lành. Mười chín
Abatti kusala ta cha abatti buddha na kusala ta cha. Thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. 20. Samma abatti kusala ta cha samma abatti buddha na kusala ta cha. Thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21. Tha tukusalata cha manasika rakusalata cha. Thiện xảo về giới, thiện xảo về ý, thiện xảo về tác ý. 22. Ayatana kusalata cha batik cha samup bà dakusalata cha. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, hết người muốn đọc rồi thưa sư. Con kính dâng mic đến sư ạ. À, vậy bắt đầu lại phần bài giảng ha. Rồi, như đề 19-20. Như đề 19 thì chúng ta có hai câu pháp, đó là câu pháp số 37 và 38. Apatti kusala tacca, apatti buddhana kusala tacca, thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. Như đề 20 thì chúng ta có câu pháp số 39 và 40. Sama apatti kusala tacca, sama apatti buddhana nakusalata cha, thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lật lại ở trong phần chánh tạng để xem coi nhị đề 19 và 20 này được chánh tạng giải thích như thế nào. Ở đây nó là mình thiện xảo về tội. Thiện xảo về tội bắt đầu từ trang 342 ở mục số 854. Ai mình có lật sách sẵn, có sách sẵn mình đọc lên cái phần này giùm sư cái phần giải thích nhị đề 19 và 20. Dạ con đọc được ạ thưa sư. Dạ. Dạ. 854. Ở đây thế nào là thiện xảo về tội? Con đọc nha. Có người đọc rồi. Tức vi phạm về 5 nhóm tội, như phạm 7 nhóm tội. Pháp là trí hiểu, rành mạch về tội của nhóm tội ấy, hiểu rõ, chấm chấm, trùng, chấm chấm, vô si, trạch pháp, chánh kiến. Đây được gọi là thiện xảo về tội. Ở đây, thế nào là thiện xảo về xuất tội? Pháp là trí hiểu, rành mạch, xuất khỏi các tội ấy, hiểu rõ, chấm chấm, trùng, chấm chấm, vô si, trạch pháp, chánh kiến. Đây được gọi là thiện xảo về xuất tội. 855. Ở đây thế nào là thiện xảo về nhập định? Có hữu tâm, có hữu tầm, hữu tứ, định. Có vô tầm, hữu tứ, định. Có vô tầm, vô tứ, định. Pháp là trí hiểu, rành mạch nhập định của các định ấy, hiểu rõ, chấm chấm, trùng, chấm chấm, vô si, trạch pháp, chánh kiến. Đây được gọi là thiện xảo về nhập định. Ở đây, thế nào là thiện xảo về xuất định? Pháp là trí hiểu, rành mạch xuất khỏi các định ấy, hiểu rõ, chấm chấm, trùng, chấm chấm, vô si, trạch pháp, chánh kiến. Đây được gọi là thiện xảo về xuất định. Dạ, thưa sư, con đã đọc xong ạ. À, cảm ơn. Dạ, bạch sư. Ở câu thế nào là thiện xảo về nhập định á, là có hữu tâm và hữu tứ định chứ không phải hữu tầm thưa sư. Công trong cuốn sách của con á thưa sư. Cái đó phải hữu sách
hữu tầm hữu tứ là sách nó sai, sách nó bị lỗi. Cho hữu tâm hữu tứ nó đâu có nghĩa gì. Hữu tầm hữu tứ tại nó có loại thiền đó là hữu tầm hữu tứ. Thì thiền đó là vô tầm hữu tứ. Rồi đó là phần ngài giải thích ở trong ngài chánh tạng, phần chánh tạng. Bây giờ cái phần thứ nhất đó, cái phần cái câu pháp thứ nhất, câu pháp số 37 đó là apatti kosalata kosalata cha, tức là thiền xả về tội á. Thì ở đây mình cũng thấy ở trong chánh tạng có giải thích đó là năm nhóm tội hoặc là bảy nhóm tội. Thì cái chữ tội apatti trong trường hợp này, câu này là muốn nói về cái liên quan đến cái việc phạm các điều học của các tỳ kheo thôi, các tỳ kheo thôi, dạ, chứ không có tới các Phật tử mình. Tức là mình có tội thô suất, thu lách chế gia apatti, thu lách chế gia apatti. Thứ hai là tội ưng phát lộ apatti tê sinh nhi gia apatti. Thứ ba là tội ưng xả đối trị nisitiya pachitiya pachitiya patti. Thứ tư đó là tội ưng đối trị pachitiya patti. Thứ năm là tội tác ác dukkata. Đó là năm nhóm, năm nhóm tội. Còn bảy ở đây thì kể thêm hai nhóm tội nữa, đó là tội triệt khai parachika patti với lại tội tăng tàng sankha dise sapatti. Thì ở đây là bảy nhóm tội liên quan đến các vị tỳ kheo mà vi phạm các điều học, vi phạm các điều học. Thì trong nhóm tội này thì dukkata được xem là nhóm tội nhẹ nhất. Tức là dukkata ở đây mình chỉ làm gì đó mà người ta thấy không có được. Ví dụ đi mà quơ, vừa đi vừa quơ tay quơ chân chẳng hạn, thì như vậy là phạm tội dukkata. Làm gì mà người ngoài người ta thấy là khó nhìn thì được xem là phạm tội dukkata, tức là phạm. Nhưng mà cặp tử xem ở trong 75 ưng hợp pháp thì chúng ta thấy là chúng ta không dễ mà làm được. Tức cái quy định rất là chặt chẽ, rất là chặt chẽ. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ cái tiếp theo sau cái tội dukkata thứ năm, đó là cái nhóm tội nhẹ thứ hai, đó là ưng đối trị. Ưng đối trị, ưng đối trị trong trường hợp này thí dụ như là các tội như là sắc giết các loại động vật, hay là chặt cây chặt cỏ, cắt cỏ gì đó. Thì những trường hợp này đối với vị tỳ kheo thì đều phạm ưng đối trì. Thì hai tội này, tức là ưng đối trì với lại tội tác ác, thì hai tội này nếu mà vị tỳ kheo nào đã vi phạm thì gặp lại các vị tỳ kheo đồng phạm hạnh đi sám hối thì giới hoàn toàn được trong sạch, ngay cả trong cái việc sát sanh ngoài trừ con người. Thì ở đây đó, nói về phạm hai cái điều tội này thì khi mình sám hối thì hoàn toàn trong sạch. Nhưng mà nếu mà các điều học, việc vi phạm các điều học liên quan đến nghiệp, thí dụ như là giới sát sanh, như là giết con chó, con mèo, con muỗi gì đó, khi mà mình sám hối thì đối với tỳ kheo thì giới vẫn thanh tịnh. Vì giới thanh tịnh đó mới giúp vị tỳ kheo đó tu tập có thể chứng đạt được thiền định hay là đạo quả. Nhưng mà về nghiệp thì cái này nó khác. Tức là cái nghiệp mà mình sát sanh đó, nếu mà là cho quả, nó vẫn khiến mình đó là có tuổi thọ ít, hoặc là mình đánh đập để chúng sanh nó chết, thì cũng làm cái nghiệp đó nó cho quả, làm cho mình có nhiều bệnh tật. Bệnh tật, tức là vị giới vẫn được thanh tịnh. Thì vị giới thanh tịnh thì mới tu tập có thể chứng đắc được thiền định hay là đạo quả.
Nhưng mà nếu mà các điều giới đó vi phạm mà liên quan đến nghiệp thì nghiệp nó vẫn cho quả. Ở đây chúng ta để ý cái đó là điểm khác biệt. Rồi ưng xả đối trì, ưng xả đối trì tức là có những điều học mà mình vi phạm mình phải xả bỏ. Ví dụ như là Đức Phật ngài quy định đó là mình chỉ được, các vị tỳ kheo chỉ được sử dụng tam y ngoài mùa, hoặc chỉ ngoài trừ ở trong mùa cá thi ná, quả báo cá thi ná, thì có thể sử dụng được số lượng y nhiều hơn. Còn thông thường thì đó là sử dụng tam y. Nếu mà các chữ số y đó ngoài tam y hơn 10 ngày thì y đó là phải xả bỏ rồi sám hối, tức là phải từ bỏ, phải cho ai đó rồi sám hối, thì cái điều học đó nó mới trở thành thanh tịnh. Rồi cái đó là gọi là ưng xả đối trì. Rồi ưng phát lộ. Ưng phát lộ này có bốn điều học, có bốn điều học mà các vị tỳ kheo có thể phạm cái ưng phát lộ này, tức là nó liên quan đến, trong đó có hai liên quan, hai điều học liên quan đến vị tỳ kheo ni. Ví dụ như là vị tỳ kheo nhận vật thực từ vị tỳ kheo ni không phải là thân bằng quý thuộc, hoặc là trong lúc thọ thực mà có vị tỳ kheo ni đứng đó để phục vụ chẳng hạn, thì ở trong trường hợp đó là vị tỳ kheo phạm ưng pháp lộ và phải đi đến gặp một vị tỳ kheo khác nói về cái điều đó. Còn là tội thô xuất thì mình không thấy cái điều học nào chính thức cái tác ác này, thì chung nhất là có 75 ưng hợp pháp, ngoài ra thì là còn có các điều học phụ, nhưng mà cái chính thức của nó là 75 ưng hợp pháp. Tội ưng đối trị thì có 92 điều, còn ưng xả đối trị thì có 30 điều, ưng phát lộ thì có 4 điều. Nhưng mà tội thô xuất thì nó không có điều học nào chính thức. Không có điều học nào chính thức. Thường cái tội thô xuất nó xảy ra từ trường hợp, ví dụ như là vị tỳ kheo phạm tội triệt khai hoặc là tội tăng tạng, nhưng mà nó tức là nó chưa đủ thành phần, chưa đủ cái các yếu tố, thì nó thường là nó sẽ được liệt vào cái tội thô xuất. Thì cái tội này vẫn sám hối, hạn giới và được thanh tịnh. Còn bảy nhóm tội ở đây thì mình kể thêm hai nhóm tội nữa, là tội nhóm thứ sáu, và hai nhóm tội này được xem là tội nặng. Năm nhóm tội này là được xem là năm nhóm tội nhẹ, vì thì kheo có thể sám hối bình thường và có thể làm giới được thanh tịnh. Nhưng cái tội thứ sáu này thì không có sám hối được. Nếu mà phạm cái tội thứ sáu này thì vị tỳ kheo phải từ bỏ cái đời sống xuất gia là một vị tỳ kheo. Còn nếu muốn xuất gia lại thì cũng chỉ xuất gia được sa di. Rồi tội thứ bảy là tội tăng tàng. Tàng ở đây tức là nếu mà vị tỳ kheo phạm tội này, tội thứ sáu, nhóm tội thứ sáu này có 4 điều học, nhóm tội thứ bảy này thì có 13 điều học đối với vị tỳ kheo. Thì tội tăng tàng này thì sám hối được, chỉ cái điều đó là phải là tăng chúng. Ở trên đây thì mình chỉ cần gặp một vị tỳ kheo nào đó là mình sám hối được, còn ở đây nó phải là một cái tăng sự, và nhất là cái tăng sự mà tụng phục vị thì phải ít nhất đó là 21 vị tỳ kheo, thì mới tụng phục vị đã được. Làm cho vị tỳ kheo này giới trở thành thanh tịnh. Và nói chung là trong 7 nhóm tội này thì 6 nhóm tội thì có thể làm cho thanh tịnh được, chỉ có năm tội thứ 6 là nếu đã vi phạm thì phải từ bỏ cái đời sống khỏi tăng chúng đối với vị tỳ kheo. Còn muốn xuất gia trở lại thì chỉ được xuất gia sa di. Thì thiện xảo về tội ở đây đó, tức là vị tỳ kheo biết rõ, biết rõ trong trường hợp nào là mình phạm các điều học nào,
điều học nào để mình sám hối. Thì ở đây liên quan đến chi pháp á, khi mà nói về thiền xảo á, thì chúng ta phải nhớ đó là cái thiền xảo á, nó chỉ có trí thôi. Trí nó mới thiền xảo được. Mà liên quan đến trí đó là chúng ta phải nhớ đến là tâm sở tệ quyền. Tâm sở tệ quyền. Nên cái chi pháp chính đó là tâm sở tệ quyền. Nhưng mà tâm sở tệ quyền ở đây, tại tâm sở nó không có sanh mình được. Thì cái tâm sở tệ quyền ở đây đó là có mặt ở trong bốn tâm đại thiện hợp trí. Rồi đối với người phàm phu và bậc thánh hữu học, rồi bốn tâm đại tổ hợp trí đó là đối với bậc thánh a la hán. Ở đây tại theo vi diệu pháp thì người ta chỉ tính là sao, trong sát na mà biết thôi. Thì được xem là thiện xảo. Được xem là thiện xảo. Thật ra cái này thì cái đề này thì liên quan đến các vị thì kheo nhiều, cậu tử mình chỉ học sơ qua thôi. Còn ai muốn nghiên cứu về luật thì tự xem thêm. Rồi thiền xảo về xuất tội. Để thiền xảo về xuất tội thì cũng giống như nãy, tức là mình biết mình đã vi phạm cái điều học nào và cái cách xuất tội đó nó là phải như thế nào. Thí dụ như là phạm 5 cái tội nhẹ đó, thì vị tỳ kheo đi đến gặp, ngoài trừ cái tội mà ưng xả đối trị, cái ưng xả đối trị đó là nó liên quan đến vật chất, liên quan đến vật chất, thí dụ như là cất y quá thời hạn chẳng hạn, thì cái y đó phải được xả bỏ, phải được xả bỏ, thì sám hối thì mới giới nó mới trở thành thanh tịnh. Thì đó là thiền xảo về về xuất tội, tức là mình biết cái cách làm như thế nào đó để cái giới của mình trở thành thanh tịnh. Hoặc là trong cái tội tăng tàng chẳng hạn, thì vị tỳ kheo phải tìm đến tăng chúng để sám hối và làm tăng sự như vậy. Thì đó gọi là thiền xảo về xuất tội. Thì về chi pháp thì nó vẫn là tâm sở tề quyền là chính, và tâm sở tề quyền ở trong trường hợp này nó cũng sanh ở trong bốn tâm đại thiện hợp trí và bốn tâm đại tố hợp trí, và cũng chỉ tính nó là trong sát na mà nó hiện khởi. Thì đó là nhị đề số 19. Nhị đề số 19. Nhị đề số 20 thì có là thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. Số 39, câu pháp số 39 đó là Samapatti Kusalata, là thiện xảo về nhập định. Thì liên quan đến định hôm trước mình học đó, ở phần cơ bản đó là mình có bốn định thuộc về sắc giới, tức là bốn bậc thiền sắc giới. Tại cái này người ta gọi là bốn định sắc giới là vì cái bốn bậc thiền này, bốn bậc thiền này đó là tu tập thiền định và mình chứng đắc được, thì người ta gọi là bốn định sắc giới. Cho nên mình tu tập thiền quán mình không chứng đắc thiền, mình không chứng đắc được các thiền này, mà tu tập thiền định thì mới chứng đắc được các loại thiền này. Thì hôm trước phần sắc giới thì mình có đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Rồi bốn định vô sắc giới, tức là bốn bậc thiền sắc giới mà dâm tu tập thiền định chứng đắc được, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng thì phi tưởng xứ. Thiền xả về nhập định là sao? Tức là chúng ta thấy là lúc mà chúng ta học về lộ trình tâm á, người mà chứng đắc được thiền định liền á, chứng đắc được thiền định á, không phải họ muốn nhập định được là họ nhập, không phải là chứng đắc được thiền định liền là nhập định được, mà người đó phải sao, phải thực tập nhiều lần, phải nỗ lực nhiều lần thì họ mới có thể nhập định được, xuất định được theo cái ý muốn của mình.
và liên quan đến cái việc thiền xảo về việc nhập định và xuất định này á, thì ngài Xá Lợi Phất được xem là một trong những vị mà thiền xảo về cái phần này, tức là muốn nhập định lúc nào cũng được, muốn xuất định lúc nào cũng được, tùy theo ý muốn. Và chúng ta cũng thường thấy đó là cái việc thiền xảo mình nhập định hoặc xuất định, tức là nhiều khi các ngài đang đi, ví dụ một số câu chuyện ở trong pháp cú đó là đang đi như vậy, muốn nhập định là nhập định, thậm chí là trong lúc đi khất thực, muốn nhập định là nhập định rồi xuất định. Còn mình đó, sư ví dụ như là mình chỉ muốn đó là tập trung để có được tâm định thôi, là lúc bây giờ sao, chúng ta phải tìm đến cái chỗ nào đó chúng ta ngồi mới được, ngồi cái tâm mình mới tập trung được, là vì cái tâm mình nó yếu, tâm mình nó yếu. Còn cái thiện xảo mình nhập định là có khả năng, muốn nhập định lúc nào cũng được, là vì lúc bây giờ cái tâm của họ có cái sức mạnh, do việc đè nén được các phiền não, các tiền cãi. Thì về chi pháp thì nó cũng tương tự, cũng tương tự, đó là bốn tâm sở tài quyền, rồi bốn tâm đại thiện hợp trí, là những tâm động lực hỗ trợ để hành giả nhập định, rồi bốn tâm đại tố hợp trí đối với bậc thánh A La Hán. Câu pháp 30, 40 đó là nhị đệ 20, câu pháp số 40 đó là Samapatti Uthana Kusalata, thiền xảo về xuất định. Thì thường đó là nếu mà mình cả hai cái này nó sẽ đi song song với nhau, khi mình tập nhập định thì tức là mình cũng tập được xuất định, được tùy theo cái ý muốn của mình. Và chúng ta cũng nhớ là lúc mà mình học ở phần ngày lộ trình tâm, mình biết là vị hành giả muốn nhập định thì phải phát nguyện như thế nào, rồi thời gian bao lâu mình sẽ xuất định. Thì muốn làm được như vậy thì chỉ khi nào vị hành giả có sự thuyền xảo thì mới làm được, còn không thì ví dụ chúng ta đang ngồi thiền, nó đang nhập thiền, thiền có thể xuất bất cứ lúc nào, là vì lúc đó cái tâm mình nó không đủ mạnh, chưa thiền xảo. Đó là nhị đề số 19-20. Vì chi pháp thì nó cũng vậy thôi, cũng là tâm sở tài quyền, rồi hợp với bốn tâm đại thiền, bốn tâm đại trí, bốn tâm đại thiền hợp trí, rồi bốn tâm đại tố hợp trí. Đó là phần nhị đề 19-20. 19-20 thì giờ chúng ta chỉ có bao nhiêu đây. Dạ, 21-22. Nhị đề kinh số 21-22 thì mình có nhị đề số 21, mình có câu pháp 41 và 42, thì mình có là tha tu kusala tajja manasikara kusala tajja, thiền xảo về giới và thiền xảo về ý. Chưa thấy màn hình. Chưa thấy màn hình hả? Nhị đệ 21 câu pháp số 41 và 42. Tha tu kusala tajja manasikara kusala tajja, thiền xảo về giới và thiền xảo về tác ý. Nhị đệ số 23 thì 22 thì mình có câu pháp số 43 và 44. Mình có ayatana kusala tajja
tích chá sa mập bà đá u sá la tà chá thiền xảo về xứ và thiền xảo về y tương sinh xảo về xứ và xảo về y tương sinh. Bây giờ chúng ta sẽ lật sách ra để xem cái nhị đề số 21 và 22 này ở trong nhà chánh tạng sẽ giải thích như thế nào. Ở đây thì mình có là ở trang 343 ở mục 856. Ai có lật sách sẵn mình đọc cái mục này giúp sự. Dạ, thưa sư, con đọc nghe xem. Rồi. Con đọc với cô kia đọc. Tiên mã đọc đi. Đọc đọc. Dạ. Câu 856. Ở đây thế nào là thiện xảo về giới? Tức 18 giới, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, khí giới. Tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, thân thức giới, xúc giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới, pháp là trí hiểu, rành mạch giới của các giới ấy, hiểu rõ, chấm chấm chấm, trùng, chấm chấm chấm, vô suy, trạch pháp, chánh kiến, đây được gọi là thiện xảo về giới. Ở đây thế nào là thiện, thế nào là thiện xảo về tác ý? Pháp là trí hiểu rành mạch và tác ý của các giới ấy, hiểu rõ chấm chấm chấm, trùng chấm chấm chấm, vô si trạch pháp, chánh kiến, đây được gọi là thiện xảo và tác ý. 857. Ở đây thế nào là thiện xảo về xứ? Tức 12 xứ là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị sứ, thân sứ, xúc sứ, ý sứ, pháp sứ. Pháp là trí hiểu rành mạch về sứ của các sứ ấy, hiểu rõ, chấm chấm chấm, trùng, chấm chấm chấm, vô si, trạch pháp, chánh kiến, đây được gọi là thiện xảo về sứ. Ở đây thế này là thiện xảo về y tương sinh, tức vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu sứ duyên xúc, xúc dương thọ, thọ dương ái, ái dương thủ, thủ dương hữu, hữu dương sanh, sinh dương lão tử, đầu bi khổ u não phát sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ ổn ấy. Pháp là trí hiểu rành mạch y tương sinh, hiểu rõ, chấm chấm chấm, trùng, chấm chấm chấm, vô si, trạch pháp, chánh kiến. Đây được gọi là thiện xảo của y tương sinh. Rồi, yeah. Đó là phần giải thích ở trong chánh tạng. Giải thích trong lòng chánh tạng. Bây giờ mình sẽ học về cái nhị đề số 21, câu pháp số 41-42. Tha tú thiền xảo về giới. Ở đây chúng ta để ý cái chữ giới ở trong trường hợp này nha. Về cách biết thì nó giống nhau, tức là ngũ giới, bát quan, tài giới, cái này biết nó giống nhau, nhưng mà chữ ly nó khác nhau. Giới ngũ giới hoặc là bát quan, tài giới đó là nó là panh chát si lát, chữ si lát là giới, hoặc là áp tha si lát, upo sát tha si lát. Mà cái chữ giới ở trong trường hợp này nó là tha túc. Giới này, trường hợp này nó tha tú, nó khác nhau hẳn, khác nhau hẳn. Chữ tha tú này nó được hiểu theo hai nghĩa, một là nó là các nguyên tố, ví dụ như nếu mà là đất nước lửa gió thì đó là các nguyên tố, các nguyên tố. Nhưng mà chúng ta thấy là ở đây nó không phải là thuộc phần thành phần sắc pháp không. Nếu mà sắc pháp thì nó thuộc về các nguyên tố được, nhưng mà ở đây nó có những trường hợp đó là nó thuộc về tâm pháp, cho nên ở đây nó có nghĩa là yếu tố để hình thành cái gì đó, để tạo nên một cái gì đó. Thì thiện xảo về giới ở đây đó là tức là người ta biết về 18 giới, 18 giới. Thì ở đây 18 giới theo ở trong đây liệt kê cho mình đó là có nhãn giới, nhị giới, nhãn thức giới, nhị thức giới,
thinh giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, khí giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, bị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới và ý thức giới. Thì ở trong trường hợp này những phân tích theo theo quy diệu pháp thì cái giới ở đây đó, ví dụ như là về nhãn giới, nhãn giới tức là nó thuộc về sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhãn nó chỉ là sắc thần kinh nhãn. Chỉ pháp của nó là sắc thần kinh nhãn. Rồi còn nhãn thức giới tức là cái tâm mà nó biết được, biết được cảnh sắc, tâm biết được cảnh cảnh sắc. Ở đây nó có một cái hệ thống của nó là nhãn giới tức là sắc thần kinh nhãn. Rồi sắc giới ở đây đó là chỉ cho cảnh sắc. Rồi cái gì mà biết được cảnh sắc thì cái đó là nhãn thức giới. Mà nó là một cái bộ của nó. Thì ở đây mình có gì? Sắc thần kinh nhãn, rồi cảnh sắc, rồi nhãn thức. Nó ngắn là nó là vậy, nhãn thức. Nhãn thức. Rồi tương tự ở cái nhóm thứ hai. Chúng ta để ý nó có ba nhóm của nó. Một là nhị giới tức là sắc thần kinh nhị, sắc thần kinh nhị. Rồi thinh giới ở đây đó là cảnh thinh, là cảnh thinh. Rồi nhị thức giới đó là tâm mà biết được cái cảnh thinh đó, tâm biết được cái cảnh thinh đó. Rồi tương tự đối với tỷ thức, tỷ thức là cái mũi. Rồi khí giới hay là mùi, mùi thơm hoặc là mùi thối. Rồi tâm biết được cái mùi đó thì nó là tỷ thức giới. Rồi thiệt thức, thiệt giới đó là thần kinh thiệt tức là cái lưỡi. Rồi vị giới tức là vị ngọt, vị mặn, vị đắng gì đó. Rồi thiệt thức giới tức là tâm mà biết được cái vị ngọt của nó. Thân giới thì nó là thần kinh thân, sắc thần kinh thân. Rồi xúc giới chỉ cho cảnh xúc, cảnh xúc. Rồi thân thức giới tức là chỉ cái tâm biết được khi mà cảnh xúc qua chạm và biết được. Ví dụ như là chúng ta đi ngoài nắng, chúng ta bị sức nắng nó đốt nóng làm cho thân nực nổi khó chịu, hoặc là khi mà chúng ta bị người khác đánh làm cho mình bị đau, té ngã làm cho mình bị đau, thì tâm biết là thân bị đau đó thì nó là thân thức giới. Rồi ý giới. Ý giới ở đây nó là chỉ cho ba loại ba thứ tâm, tức là tâm hai tâm tiếp thâu với lại tâm như là tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn, sư vân. Tâm khai ngũ môn. Tâm khai ngũ môn là ý giới. Còn ý thức giới, pháp giới là cảnh pháp, pháp giới là cảnh pháp. Còn ý thức giới đó là chỉ cho các tâm mà ngoài ngũ song thức, tại ngũ song thức nó đã có mặt ở đây rồi, nó là nhãn thức giới, nhĩ thức giới rồi, rồi ba ý giới, thì các tâm còn lại đó là ý thức giới.
thì ứng thiết giới nó biết cảnh pháp, thì đó là một cái, nó một bộ ba của nó, nên nó bộ ba chúng ta này nói là 18, chứ nếu mà các tử để ý là nó một bộ của nó là gồm ba thành phần, sắc thần kinh nhãn, cảnh sắc, rồi tâm nhãn thức, nhãn thức là một bộ nhị, sắc thần kinh nhĩ, rồi cảnh thinh, rồi nhị thức, tức là nhị thức ở đây nếu mình tính chi pháp đó là hai tâm nhị thức, rồi tương tự các bộ còn lại. Cái này có cái bài kinh học học thuộc chỉ lắm, 18 giới này các tử nhìn tiếng Việt mình nó còn khó hơn, học tiếng Bali nó dễ hơn nhiều. Tức là mình có là chắc khu tha tú, rupa tha tú, chắc khu nhà là tha tú, so ta tha tú, sát đa sa tha tú, so ta huỳnh nhà là tha tú, tha là tha tú, gần là tha tú, tha là huỳnh nhà là tha tú, chi hoa hà tha tú, ra sát tha tú, chi hoa hà huỳnh nhà là tha tú, kaya tha tú, phô thắc phạ tha tú, kaya huỳnh nhà là tha tú, mano tha tú, tham tha tú, mano huỳnh nhà là tha tú. Rất là dễ, có nguyên cái bài kinh học 18 giới này, 18 giới. Thì vị hành giả mà biết rõ được 18 giới này, ở trong trường hợp nào là nó được liệt kê vào cái này, biết được cái này làm gì, thì khi mà biết được 18 giới này nó sẽ giúp mình từ bỏ việc chấp thủ. Ví dụ như là khi mà thấy cảnh sắc thì nó chỉ biết đây là sắc giới, và tâm nhĩ thức là người biết, là biết, không có mà không có ta, không có cái của ta, và toàn bộ các bộ của nó đều là pháp diễn ra như thế này. Đó là thiền xảo vị giới. Về chi pháp thì nó vẫn là tâm xã tài quyền, có mặt ở trong bốn tâm đại thiền học trí. Đối với người phàm phu và bậc thánh hữu học, rồi bốn tâm đại tố tương ứng trí đối với bậc thánh a la hán, rồi hai tâm thông, hai tâm thông mà cũng biết được, rồi bốn tâm đại quả, bốn tâm đạo, xin lỗi, bốn tâm đạo cũng biết được 18 giới. Nó phải biết được cái này thì mới sắc từ thiền não được, còn không thì nó sẽ bị chấp thủ, bị chấp thủ. À, 42, câu pháp số 42 gì đây, của 21, đó là manasikara kusalata, thiền xảo về tác ý. Thiền xảo về tác ý chúng ta thường hay nói đó là khéo tác ý. Khéo tác ý thì cái khéo tác ý này á, chúng ta thấy là nhiều khi cái xấu nếu mà chúng ta khéo tác ý nó trở thành tốt, nhưng mà những cái tốt mà mình không khéo tác ý thì nó vẫn trở thành xấu. Cho nên cái khéo tác ý nó rất là quan trọng. Chúng ta nhớ là một trong năm nguyên nhân mà làm tâm thiện sanh khởi á, thì ở trong đó nó có là khéo tác ý, và cái khéo tác ý có thể được xem là cái quan trọng nhất. Nó khéo tác ý nó là quan trọng nhất, tại vì ví dụ như là mình nói là do người ta chửi mình cho nên mình mới sân hận, do cái món đồ đó nó đẹp cho nên mình mới sanh cái tâm tham, tâm dính mắt. Thì ở trong trường hợp đó là hoàn toàn mình không có khéo tác ý. Ví dụ như là vị hành giả tu thiền với đề mục niệm tử thi, thì khi mà gặp tử thi á, thì tâm thiện của họ vẫn sanh khởi bình thường, là do sao? Đó là họ khéo tác ý. Còn mình chỉ cần mình nhìn thấy người chết là mình đã sợ, hoặc là mình xúc chạm người chết là mình đã sợ,
do mình không có khéo tác ý. Và nhiều trường hợp khác mà chúng ta không khéo tác ý mà chúng ta dễ bị tâm bất thiện sanh khởi, dễ bị tâm bất thiện chi phối. Ví dụ như là chúng ta đi đến chùa làm phước, bố thí cúng dường gì đó, là vì cái đó là cái khả năng của mình có thể làm được, mình chỉ làm được như vậy thôi. Nhưng mà bị người khác mà người ta chê cái là tự nhiên là cái tâm mình xuống liền, mình cảm thấy buồn liền. Đã trong trường hợp đó là do mình không khéo tác ý. Còn nếu mình khéo tác ý thì sao? Thậm chí những lúc như vậy thì tâm mình lại phải mạnh hơn. Là vì sao? Vì cái đó là mình làm trong cái khả năng của mình. Cái khả năng của mình có thể làm được. Và nhiều trường hợp khác, ví dụ chúng ta đi đến chùa, chúng ta nghĩ chùa đó là một cái nơi đó là làm cho mình phát sanh thiện tâm, một cái nơi hoàn toàn được tốt đẹp. Nhưng mà đến khi mình đi đến thì sao? Nhiều khi mình đến nhiều lần mình bị phiền não với chi phối. Là vì sao? Thì đúng là cái cảnh chùa là cái nơi mình dễ phát sanh cái tâm thiện. Nhưng mà vì người trong chùa họ cũng là người còn phiền não chi phối. Cũng bị phiền não chi phối. Cho nên khi mình nhìn các cử chỉ hành động thì đôi khi nó có một lầu cái sự thô thiển làm cho mình không có được hài lòng. Hoặc là cũng sử dụng cái lời nói đó là sân hận chẳng hạn, để làm cho mình cảm thấy là thất vọng. Trong trường hợp đó là do mình gì? Do mình không khéo tác ý. Hoặc là chúng ta đi chùa, chúng ta đi một số nơi đi chùa bị mất chép, bị mất điện thoại, bị mất túi chẳng hạn. Thật ra những trường hợp đó là chùa đâu có cho phép. Đâu có cho phép họ làm. Nhưng là vì người mà còn phiền não chi phối cho nên họ làm vậy. Và cái những trường hợp này nó không có không phải chỉ có trong hiện tại mà ngay cả trong thời Đức Phật nó cũng đã có. Giống như trong Pháp Cú mình có cái câu chuyện kể về hai cái anh Thiện Nam, một người thì tận dụng cái cơ hội mà mình đi đến chùa đó là cố gắng tranh thủ nghe pháp và tu tập. Còn một người sao? Tranh thủ cái cơ hội đó là người ta tụ tập đông ở trong chùa là nhân đó mà móc túi. Và cứ thế mỗi một lần về thì cái người mà móc túi đó là cứ hỏi người bạn của mình đó, bữa nay đi chùa được cái gì. Đây người bạn cứ nói là đi chùa cố gắng nghe pháp để thực hành, để đem lại niềm vui hạnh phúc cho mình, cho người khác như vậy. Thì người này nó đi như anh rồi, lại nữa cái người này lại còn nghèo, cho nên cái người bạn còn lại mới nói là sao, anh phải đi chùa phải làm giống như tôi vậy nè, mình mới khâm khá nổi. Tức là cứ tranh thủ trong lúc mà người ta sơ ý đó là móc túi lấy tiền lấy đầu. Và chúng ta thấy là câu chuyện đó nó không phải là có trong hiện tại mà ngay cả trong thời Đức Phật là đã có rồi. Cho nên nếu mình không khéo tác ý đó là mình cũng bị phiền não chi phối khi mình gặp cái cảnh như vậy. Ta nghĩ tại vì chùa tại sao là còn bị ăn cắp ăn trộm như thế này, không có đi đến được. Còn nếu mình biết suy nghĩ là sao, cái người đi đến chùa họ vẫn là người có phiền não, họ vẫn bị tham sân si chi phối, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là thật ra là nhiều người cùng đi đó mà tại sao không lấy cái của người khác mà họ lấy cái của mình, thì điều đó cho thấy là mình có tạo cái nhân xấu này cho nên họ mới đi đến họ lấy của mình, họ tìm cách họ lấy cho được cái của mình. Đã trong bài kinh Đại Kinh Khổ Uẩn chúng ta thấy là có năm nguyên nhân làm cho mất mát tài sản khi chúng ta có được tài sản nó không có hợp pháp. Tức là bị đức vua hay là người có quyền chức chiếm đoạt, hay là các tên trộm khi mà họ muốn ăn cắp, họ không ăn cắp của ai mà họ tìm cách ăn cắp cho được của mình,
rồi bị hỏa hoạn, bị nước cuốn trôi, bị những người thân trong nhà bệnh đặt gia đình làm cho tiêu hao tài sản do anh xài kinh phí. Thì chúng ta trong thấy trong năm nguyên nhân đó, nó có cái nguyên nhân đó là bị trộm cắp. Ngoài nếu mình khéo tác ý thì mình thấy là sao? Đây là cái nhân mà mình đã tạo và bây giờ nó đang có điều kiện trổ quả, cho nên mình mất thôi. Mình bị mất. Thì nếu mà chúng ta khéo tác ý như vậy thì sao? Tâm thiện vẫn phát sinh bình thường, thì mất cái đó vì nhận một cái mới. Còn nếu mà chúng ta không khéo là sao? Chúng ta ôm ấp cái buồn rầu đó mà từ ngày này sang ngày, thậm chí sao? Dặn không thèm đi chùa đó nữa. Cái đó là mình không khéo tác ý. Cho nên mới nói là cái thiện sản về tác ý này nó cũng là một trong những nguyên nhân đó là làm cho thiện pháp sân khởi. Và ở trong bài kinh An Trú Tâm mà Đức Phật Ngài cũng có dạy một trong những nguyên nhân mà để mình ngăn sân dục tầm và sân tầm đó. Thì ở trong trường hợp đó Đức Phật Ngài nó cũng có một trường hợp đó là tác ý đến một tướng khác ngoài cái tướng kia. Giống như là người thợ mộc lấy một cái nem khác đánh bật một cái nem đang bị kẹt. Tức là thay vì mình nhìn cái cảnh đó để mình suy nghĩ vì cảnh đó để mình phát sinh phiền não, thì mình suy nghĩ ở một cái phương hướng khác, suy nghĩ ở một cái khuynh hướng khác. Ví dụ mình biết người này cái tánh hay trộm cắp, nhưng mà bữa nay họ cũng biết đi đến chùa, thì thay vì mình nhìn cái tánh trộm cắp, cái tật xấu của họ, thì mình nhìn là sao? Họ đi biết đi đến chùa là họ không có cái tâm thiện. Thì khi mình suy nghĩ như vậy là thay vì mình để cái tâm bất thiện suy nghĩ xấu về cái người đó, thì lúc bây giờ mình suy nghĩ cái khuynh hướng tốt để tâm thiện nó phát sinh. Thì nó hoàn toàn tốt đẹp. Thì để làm được như vậy là mình phải khéo tác ý. Và ở trong đời sống của mình thật ra là chúng ta bị đau khổ nhiều là do mình không khéo tác ý và để tâm bất thiện nó chi phối. Còn nếu mình khéo tác ý thì tâm thiện nó sẽ sinh khởi. Dù nó chưa đạt được cái quả về giải thoát, nhưng mà ít nhất cái tâm thiện sinh khởi là mình cũng đã có được niềm vui, có được hạnh phúc. Nó có 5 trường hợp mà đoạn trừ phiền não. Một là đoạn trừ bằng sắc na, tức là bằng sắc na tâm thiện. Rồi 2 đó là đoạn trừ bằng việc chứng đắc thiền định. 3 là đoạn trừ bằng cách là chứng đắc đạo, chứng đắc quả. Rồi một cái nữa cái gì đó quên mất rồi. Là mình có 5 cái cách đoạn trừ phiền não giúp mình có được sự giải thoát. Thì cái quan trọng đó là vẫn là cái khéo tác ý. Đó là cái ban đầu. Thì thôi bữa nay mình tạm học bao nhiêu đây. Thì sau mình sẽ học tiếp gì đề số 22 đi. Tại cái này thật ra nó cũng rời rạc từng cái. Mà sẽ sắp 22 chỉ đề trong một bài học như vậy để cho nó gọn thôi. Vì mình học không kịp thì mình tạm học như đây. Rồi thì sau chúng ta học tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trả mic lại cho cô Phúc Vị Chung. Dạ. Sa thú. Bài học đã kết thúc. Chúng con xin kính tri ân Sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài Vi Diệu Pháp về nhị đề kinh số 19, 20, 21, 22 ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính tri ân sư. Con xin thay mặt quý cô tu nữ, cô chú học viên trong rơm hồi hướng phước báu của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha chaphamatha dewanagamahitika punyang no anumodan tuchirang rakhantu sasanang akasatha chaphamatha dewanagamahitika
bổn nhãn nô anumodan tu chi rang ra khan tu nô kha ro akasa tha cha phẩm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bổn nhãn nô anumodan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo akasa tha cha phẩm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bổn nhãn nô anumodan tu chi rang ra khan tu pa ni nô akasa tha cha phẩm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bổn nhãn nô anumodan tu chi rang ra khan tu nô sa đa idang watano bổn nhãn asawa khaya wa hang ho tu anagate kale sa thu. Buổi học vi diệu pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00 giờ Việt Nam. Dạ, chúng con kính chúc sư tinh tuệ, kính chúc quý sư, quý cô tu nữ mạnh khỏe và an vui. Kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Xin dạ. Chào cả lớp ạ. Cảm ơn sư buổi học hôm nay ạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Rồi, anh mời lớp nghỉ, chúc mọi người an vui ha. Con kính tri ân sư và con chào cả lớp ạ. Sa thứ. Dạ, kính tri ân sư, chúc sư khỏe, chúc sư ngủ ngon. Xin chào cả lớp, chúc cả lớp khỏe. Chúc cả lớp an vui. Rồi, chúc ngủ ngon.